kỹ thuật tiêm phong bế thần kinh tại lỗ ghép cột sống cổ lối sau dưới hướng dẫn các lớp vi tính. Về ưu điểm, đây là kỹ thuật tiên tiến, can thiệp tối thiểu, có hiệu quả cao trong điều trị hội chứng cổ vai cánh tay. Về chỉ định, các trường hợp đau kiểu rễ do các nguyên nhân khác nhau, điều trị nội khoa không hiệu quả. Thực hiện kỹ thuật, bước nhất bác sĩ khám bệnh nhân và đánh giá tổn thương. Bác sĩ khám lâm sàng, đánh giá mức độ đau theo thân điểm VAS, xác định rễ thần kinh bị tổn thương trên lâm sàng. Đối chiếu tổn thương trên lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ, xác định vị trí rễ cần phong bế. Chuẩn bị phương tiện, thuốc và vật tư y tế, gồm có máy chụp các lớp vi tính, găng tay vô trùng, gạc vô trùng, nước muối sinh lý 9/1000, xăng vô trùng có lỗ, bơm tiêm 5ml, kim chọc ống sống 25G, thuốc sát khuẩn, băng cá nhân, thuốc chống viêm dạng nhũ dịch, thuốc cản quang ra trong nước. Thực hiện kỹ thuật, đặt người bệnh nằm sấp trên bàn chụp cắt lớp vi tính, dán lá kim định vị lên vị trí dự kiến chọc kim, tiến hành chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ để xác định tổn thương. Dựa trên hình ảnh cắt lớp vi tính, xác định vị trí cần chọc, hướng chọc, góc và độ sâu của kim. Đích chọc kim là bờ trước ngoài khớp biên mấu ngang tầng tổn thương. Đánh dấu vị trí chọc kim trên da dựa theo đèn tiêu điểm của máy cắt lớp vi tính và lá kim định vị. Sát khuẩn tại chỗ. Bác sĩ rửa tay, đeo găng, chải xăng vô khuẩn. Đưa kim chọc cổ sống thắt lưng theo lối sau vào đường chọc dự kiến. Chụp cắt lớp vi tính để xác định đường đi của kim và vị trí kim. Bơm 0,5ml, thuốc cản quang pha loãng với nước muối sinh lý theo tỷ lệ 1:2. Chụp lại các lớp vi tính để xác định đường lan của thuốc. Tiến hành tiêm block test, tiêm Durokin 2%, đồng thời đánh giá đáp ứng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân cảm thấy giảm đau sau khi tiêm lidocaine, đồng thời không có hiện tê bì chân tay, tiến hành bơm thuốc chống viêm dạng nhũ dịch. Kết thúc kỹ thuật rút kim sát khuẩn lại và băng vị trí cần chọc. Nhận định kết quả dựa vào khám lâm sàng
và đánh giá lại khu vực đau theo thang điểm VAS.